thành phố Hồ Chí Minh tạm dừng hoạt động 4 bệnh viện dã chiến. Bé trai mắc kẹt giữa hai khe tường, người mẹ có pha giải cứu con cực hồi hộp. Bắt xe dọc đường về quê đón Tết, cô gái trẻ bị trấn lột toàn bộ tài sản. Tranh cãi dữ dội trào lưu ăn bún riêu pha kem ốc quế. Hành khách ngủ ngược xông vào buồng lái, đồi tự trèo ra ngoài từ cửa sổ máy bay. Thu Thảo rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong khung giờ quen thuộc dành cho bản tin của Sài Gòn TV. Ngay bây giờ là những tin tức đáng chú ý trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật được. Mời quý vị cùng quan tâm theo dõi. Nhằm tạo điều kiện cho nhân viên y tế tham gia chống dịch có thời gian phục hồi sức khỏe, sẵn sàng ứng phó khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt biến chủng Omicron có nguy cơ bùng phát dịch bệnh trở lại tại thành phố Hồ Chí Minh, quyết định sẽ tạm ngưng hoạt động 4 bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 3, 5, 10 và Củ Chi bắt đầu từ ngày 19 tháng 1. Người bệnh hiện đang được điều trị tại các bệnh viện trên nếu đủ điều kiện xuất viện thì cho xuất viện. Với người bệnh cần tiếp tục điều trị sẽ được chuyển tới các bệnh viện điều trị COVID-19 khác trên địa bàn. Nhân viên y tế ở các bệnh viện này cũng sẽ tạm thời trở về công tác tại đơn vị chủ quản. Tuy nhiên, sẽ luôn sẵn sàng tham gia chống dịch trong vòng 24 giờ kể từ khi kích hoạt lại các bệnh viện dã chiến. Các bệnh viện dã chiến vẫn duy trì hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán, căn cứ tình hình người bệnh thực tế tại đơn vị, xây dựng kế hoạch phân công nhân viên y tế luân phiên đến công tác. Các bệnh viện phải luôn sẵn sàng và kịp thời tiếp nhận, điều trị, chăm sóc người bệnh. Những ngày qua tại xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa, có tình trạng gia đình có người đi làm ăn xa về quê đón Tết, đang theo dõi sức khỏe, cách ly y tế tại nhà, bị cán bộ thôn khóa cổng. Ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân, lãnh đạo huyện này đã có chỉ đạo mở khóa. Theo đó, ông Nguyễn Thế Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa cho biết, sau khi nắm được thông tin phản ánh ở xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa, xảy ra tình trạng chính quyền thôn xã mang khóa đến khóa cổng các hộ dân có người cách ly, huyện đã ngay lập tức chỉ đạo xã Thiệu Phú mở ngay khóa cổng cho các hộ dân để các hộ tự cách ly và giao cho tổ giám sát cộng đồng ở từng thôn xóm để theo dõi. Trước đó, người dân tại các tỉnh thành khác về quê ở xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa để chờ đón Tết Nguyên đán sắp tới. Với các trường hợp từ vùng có cấp độ dịch 3 và 4, thì sau khi trải qua các bước phòng chống dịch như khai báo y tế, test nhanh COVID-19 ở trạm y tế xã, sẽ phải về nhà tự cách ly 7 ngày. Ngoài ra, những trường hợp này khi về nhà cách ly, tổ giám sát cộng đồng của thôn sẽ mang khóa đến khóa cổng nhà, nội bất xuất, ngoại bất nhập, chìa khóa cổng do trưởng thôn giữ. Khi hết thời gian cách ly, nếu có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 thì mới tiến hành mở khóa cổng. Còn tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, một số trường hợp có người dân đủ điều kiện nhưng từ chối tiêm vaccine đã bị chính quyền địa phương phong tỏa nhà và yêu cầu ký cam kết. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã Vĩnh Trung đã tiến hành căng dây phong tỏa theo quy định và yêu cầu hai trường hợp ký cam kết về việc đủ điều kiện nhưng từ chối thực hiện tiêm vaccine COVID-19. Trước đó, công dân PTV trú tại thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã từ chối tiêm chủng vaccine COVID-19 mặc dù đủ điều kiện tiêm. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã Hải Sơn đã tiến hành căng dây phong tỏa theo quy định, đảm bảo người chưa tiêm chủng vaccine đủ điều kiện nhưng từ chối tiêm, không ra khỏi nhà và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Những trường hợp này phải ký cam kết việc không thực hiện tiêm chủng, nêu rõ lý do và cam kết chịu mọi chi phí liên quan đến xét nghiệm điều trị COVID-19 và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu là nguyên nhân làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Diễn biến mới nhất liên quan đến vụ tỉnh thất Bồng Lai mà chúng tôi vừa cập nhật được, Công an huyện Đức Hòa đã khám xét tỉnh thất Bồng Lai và thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến những sai phạm tại đây. Tuy nhiên, không hề có cuốn hồ sơ tình ái như cộng đồng mạng đồn thổi và chia sẻ. Theo đó, tại buổi họp báo thông tin về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của tỉnh Long An hôm 14 tháng 1, Đại tá Văn Công Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết vụ việc vẫn đang được điều tra. Đại tá Minh còn cho biết thêm Công an tỉnh gần đây đã nhận được nhiều đơn thư tố cáo các cơ sở tự xưng tỉnh thất Bồng Lai có dấu hiệu nuôi trẻ mồ côi cơ nhỡ để trục lợi từ thiện, lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức cá nhân, loạn luân. Đại tá Văn Công Minh thông tin, ngày 4 tháng 1 có tin báo của người dân về việc các đối tượng sinh sống tại tỉnh thất Bồng Lai tiếp tục có hành động kêu gọi từ thiện, có dấu hiệu hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nên ngay hôm đó, Công an huyện Đức Hòa đã tổ chức bắt quả tang khám xét hộ gia đình của bà Cao Thị Cúc. Công an đã làm việc với từng người sinh sống tại đây. Về thông tin phát hiện cuốn sổ hồ sơ tình ái của ông Lê Tùng Vân, ông Minh cho biết không hề có cuốn sổ này như đồn thổi. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã thu giữ được một cuốn sổ ghi lại chu kỳ kinh nguyệt của những phụ nữ đang sinh sống tại đây.
Hiện, cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý nghiêm minh vụ án. Công an hiện chưa khởi tố thêm tội danh đối với ông Lê Tùng Vân và những người liên quan. Bắt xe về quê ăn Tết, một cô gái đã bị trấn lột nhiều tài sản có giá trị khi lên nhầm xe đẻo đón dọc đường. Vụ việc này xảy ra tại Bình Dương vào chiều ngày hôm qua 14 tháng 1. Sau đây là thông tin chi tiết. Nạn nhân là MP, sinh năm 2007, ngụ Bình Dương. Vào 17 giờ ngày 14 tháng 1 năm 2022, em có đứng quốc lộ 13 để đón xe về An Giang, thì có một xe khách biển số 53S0114 tới giả mạo nhà xe KI đón đi. Khi em lên xe, thì bị các đối tượng ép trấn lột hai điện thoại, trong đó có 2 triệu đồng. Đến vòng xoay Mỹ Phước Tân Vàng, đã đẩy em xuống bãi đất trống rồi lấy một vali màu cam, trong đó có một lắc vàng, một dây chuyền, 2 chiếc nhẫn. Nạn nhân kêu cứu trong tình trạng vô vọng vì chỉ có một mình, không ai giúp đỡ. Hiện tại, nạn nhân đã trình báo công an phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một điều tra xử lý và nhờ đội hiệp sĩ Bình Dương hỗ trợ truy tìm chiếc xe trên. Qua đây, mong rằng bà con nêu cao cảnh giác khi về quê, cần ra bến xe lớn mua vé uy tín và những nhà xe có bến bãi rõ ràng, tránh tình trạng bị lừa lên nhầm xe đểu. Sau trào lưu mua hộp nhựa, xô chậu đi mua kem, thì gần đây loạt food review tiếp tục bắt trend với kem nhưng theo cách khá khó nuốt, đó là trộn kem cùng với các món nước như bún, mì, phở, sau đó thưởng thức. Được biết, trào lưu này bắt nguồn từ Thái Lan. Giới trẻ nước này ăn mì cùng kem và khi về tới Việt Nam, kem được biến tấu ăn cùng nhiều món nước như là bún rêu. TikToker PAG là một trong những người đầu tiên thực hiện trò lưu này. Theo cô, khi cho kem vào các món bún riêu thì món ăn có vị rất lạ, vẫn là vị riêu cua thoang thoảng nhưng còn có thêm vị ngậy ngậy béo béo của kem. Cũng đua trend như cô nàng MKHN lựa chọn an toàn đúng mì thái tôm dùm để ăn cùng kem. Tương tự, nữ content creator cho rằng sự kết hợp này ngon, ngon thực sự. Vì nước dùng tôm dùm đã có nước cốt dừa rồi nên khi ăn cùng kem sẽ tăng thêm độ béo ngậy chứ không hề ghê chút nào. Dù cả hai food reviewer đều dành lời khen cho món ăn nhưng bên dưới phần bình luận dân tình bày tỏ hoài nghi về sự kết hợp lạ lùng này, đồng thời tranh cãi liệu trend này có phản khoa học và gây ra vấn đề về sức khỏe hay không, một vài cư dân mạng bình luận. Không phải mì nào cũng cho được kem mà phải là thái tôm dùm của Thái cơ kết hợp với kem tạo nên vị béo ngậy không gây đau bụng. Cái trend này có gì hay nhỉ, nhìn thôi là muốn đi gặp Tào Tháo rồi. Một bé trai có thể do mãi chơi hoặc đuổi theo gì đó mà đã bị mắc kẹt giữa khoảng lưu không chật hẹp giữa hai nhà. Tuy nhiên, thay vì hoảng hốt hay tự tay giúp cháu bé, một người lớn được cho là mẹ cháu bé đã giúp em theo một cách rất đặc biệt. Theo dõi đoạn clip có thể thấy một bé trai khoảng chừng 2 tuổi bị lọt sâu giữa hai khe giường. Có lẽ quá sợ hãi, cậu bé đã oa khóc nức nở. Lúc này người mẹ đã có mặt, chỉ cầm một viên kẹo mà em bé thích, bình tĩnh dỗ dành, động viên con cố gắng chui ra khỏi khe tường. Người mẹ vừa nói vừa đưa chiếc kẹo cho con trai. Cố lên nào, ra đây mẹ cứu, mẹ không chui vào được, ra đây mẹ cứu. Không khóc lóc hay hoảng sợ khi thấy con gặp nguy hiểm, cũng không vội vàng kéo con ra vì sợ làm đau con hay khiến em bé thêm phần sợ hãi. Người mẹ từ từ động viên, sau đó nắm được tay con trai để cậu bé nhích từng bước một ra ngoài. Lúc này cậu bé nghe lời mẹ cố gắng nhích ra phía ngoài dù khá khó khăn. May mắn đến những giây phút cuối, cậu bé cũng nín khóc và chui được ra khỏi khe tường hẹp. Người mẹ rất bình tĩnh và cười trêu con trai mình để cậu bé không hoảng sợ dù đã tự mình thoát khỏi khe tường thành công. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay là đoạn clip ghi lại một sự cố ngày cuối năm đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Chỉ vì một chút sơ suất của nhóm người khiến chậu lan trưng Tết trị giá hàng chục triệu đã tan tành. Theo đoạn clip, nhóm ba người đàn ông bê chậu lan hồ điệp hai màu trắng và tím rất đẹp lên xe tải để chở cho khách. Thế nhưng khi đang nâng lên xe thì chậu cây trượt khỏi tầm kiểm soát, đổ lật ngửa xuống đường. Hậu quả, cành và hoa của chậu cây tan tành. Sau sự cố, ai nấy mặt buồn thiêu, chán nản. Theo tiết lộ của anh chủ cửa hàng, chậu lan có giá 40 triệu đồng. Sự cố vào những ngày cuối năm này khiến ngành méo mặt. Sau khi đoạn clip được đăng tải đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều cư dân mạng, đã có những ý kiến trái chiều tranh cãi nảy lửa về giá trị thực của chậu lan siêu nhỏ này. Một người cho rằng giá trị của chậu lan này không đến 40 triệu như lời anh chủ chia sẻ. Tuy nhiên dẫu vậy thì nhiều người vẫn tỏ ra tiếc nuối, cảm thương cho anh chủ. Các kệ hàng trống trơn đang trở thành biểu tượng mới của làn sóng lây nhiễm do biến thể Omicron ở Mỹ. Tình trạng thiếu nhân công do lao động bị bệnh hoặc cách ly vì COVID-19 là nguyên nhân chính khiến hàng hóa thiếu hụt ở nước này. Mật ong, trứng, sữa và thịt biến mất khỏi các kệ hàng ở một số cửa hàng gần siêu thị. Hiệp hội Tạp hóa Quốc gia, viết tắt NGA, đại diện cho các nhà phân phối thực phẩm cho biết dịch COVID-19 khiến nguồn cung nhân lực trở nên khó khăn. Khảo sát của NGA với 1.500 thành viên cho thấy nhiều nơi chỉ hoạt động khoảng 50% công suất do thiếu lao động.
Ông Patrick Benfield, giáo sư quản lý chuỗi cung ứng tại Đại học Syracuse, Mỹ, cho biết những đợt dịch trước đây thường ảnh hưởng tới các vùng của nước Mỹ một cách tuần tự. Điều này cho phép các siêu thị cửa hàng có thời gian thích nghi và điều chỉnh kho dự trữ. Tuy nhiên, với biến thể Omicron lây lan nhanh chóng, nhiều vùng của Mỹ bị ảnh hưởng gần như đồng loạt, khiến các cửa hàng không kịp trở tay. Omicron không chỉ ảnh hưởng khâu sản xuất thực phẩm mà còn cả khâu vận chuyển và phân phối hàng hóa đến từng cửa hàng. Hệ quả là chủ các cửa hàng tạp hóa hoặc siêu thị cỡ nhỏ phải học cách trưng bày hàng nhỏ giọt, đủ số lượng tối thiểu cho một khách mua một lần. Hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay từ Honduras đến Miami, Mỹ mới đây đã trải qua khoảnh khắc lo sợ khi một người đàn ông tự ý xông vào buồng lái, đôi treo ra ngoài từ cửa sổ. Hành khách ngỗ ngược Aaron Christopher Eben Fuentes tự ý xông vào buồng lái làm hỏng bộ điều khiển chuyến bay và cố gắng nhảy ra khỏi cửa sổ phía trước đã khiến chuyến bay phải hoãn 8 giờ đồng hồ để phi hành đoàn giải quyết vụ việc. Chuyến bay cất cánh tại sân bay quốc tế Ramon Vileda Morales ở San Prosila, Honduras đến Miami, Mỹ phải trì hoãn nhiều giờ, nhưng may mắn không ai bị thương gì. Tất cả các hành khách trên máy bay đều xuống đất an toàn. Theo nhân chứng trên chuyến bay, Aaron Christopher Ibanez Fuentes trở nên kích động sau khi các tiếp viên hàng không hỏi anh về việc cất hành lý gọn gàng. Video ghi lại sự việc ở sân bay cho thấy người đàn ông mặc một chiếc áo nỉ có mũ đen trắng đang cố gắng chui ra khỏi cửa sổ buồng lái. Sau khoảng một phút, Aaron Christopher Ibanez Fuentes đã rút lui vì bị ai đó kéo trở lại bên trong máy bay. Người đàn ông gây rối đã bị cảnh sát đưa đi. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.